Với những người yêu thích bóng đá hay là đá bóng thường xuyên thì việc lựa chọn vị trí bóng đá thích hợp cho họ không quá khó. Còn nếu bạn là một người còn đang phân vân về vị trí bóng đá của mình và không biết mình đá vị trí nào để phù hợp nhất thì ngày hôm nay hãy tham khảo video này cùng mình xem bạn đá vị trí nào phù hợp nhất nhé. Let's go! Mỗi người sẽ có cho mình một sở thích khác nhau. Có bạn thì thích đá theo thần tượng của mình chẳng hạn. Thì khi mà các bạn để ý đến cái vị trí của thần tượng mình đá thì các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức hơn và các bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu cái vị trí đó họ đá vị trí nào cho phù hợp. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể lựa chọn đúng theo sở thích cá nhân của mình được. Và nếu lựa chọn đầu tiên này chưa thực sự tốt với bạn thì hãy để ý sang phần tiếp theo nhé. So well, nếu bạn là một người thích ghi bàn, dứt điểm và thích đá vị trí tiền đạo, tuy nhiên thì khả năng dứt điểm hãy hạn chế hoặc là đối mặt thủ môn thì thường sút ra ngoài, thì rõ ràng là các bạn cần phải xem lại vị trí của mình. Nhưng bạn lại là một người có sức dướn và có thể lực rất tốt và có tốc độ cao nữa thì các bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình một vị trí phù hợp hơn. Và ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn một vài khái quát về các vị trí và trên kinh nghiệm cá nhân của mình để các bạn có thể tham khảo. Nếu bạn là một người có khả năng truyền bóng chuẩn xác, bình tĩnh khi cầm bóng, hiểu được các vị trí khác nhau trong sân bóng và đặc biệt là có thể nhắc nhở được đồng đội thì vị trí theo mình thích hợp nhất cho các bạn đó chính là tiền vệ trung tâm. Nếu bạn là một người có kỹ thuật cá nhân tốt, có khả năng dê dắt và sức dướn tốt trong khoảng từ 5 đến 10 mét và vượt qua đối phương 1-1 ngon lành thì rõ ràng vị trí thích hợp nhất cho các bạn đó chính là tiền vệ cánh. Bạn là một người thích tấn công tuy nhiên khả năng dứt điểm lại không được tự tin cho lắm, nhưng bạn là một người có khả năng quan sát tốt, nhìn khoảng trống và khả năng kiểm soát bóng khá tốt nữa, thích chọc khe và thích chuyền thì vị trí theo mình thích hợp nhất cho bạn đó chính là vị trí tiền vệ công. Nếu bạn là một người có thể lực thể hình tốt, khả năng đánh chặn, phán đoán tình huống đối phương và đặc biệt là đưa ra quyết định chính xác, mình gọi chung là khả năng thu hồi bóng, thì vị trí không thể nào tốt hơn cho các bạn đó chính là vị trí CDM hay còn gọi là vị trí tiền vệ trụ. Và tiếp theo, một vị trí nếu các bạn có thể hình tốt, đặc biệt là có tốc độ và khả năng đeo bám đối phương cực kỳ cao và phán đoán nữa thì vị trí không thể nào tốt hơn của các bạn đó chính là vị trí hậu vệ. Nếu bạn là một người có sức dướn tốt, nhanh và đặc biệt là khả năng dứt điểm một chạm cao và chính xác thì vị trí chắc chắn tốt nhất cho bạn chính là vị trí tiền đạo. Hãy cố gắng ghi thật nhiều bàn nếu mà các bạn chọn vị trí này nhé. Và vị trí cuối cùng các bạn có thể tham khảo đó chính là vị trí quan trọng nhất của một đội bóng, vị trí duy nhất có thể dùng tay, đó chính là vị trí thủ môn. Mình đã có rất nhiều người bạn đá bóng ở rất nhiều các vị trí khác nhau nhưng mà đến cuối cùng họ lại nhận ra vị trí thích hợp nhất đối với họ lại là vị trí đứng ở trong khung gỗ. Và rõ ràng vị trí này là một vị trí rất đặc biệt. Đây là một vị trí không có chạy nhiều nhưng mà là một vị trí cần có sức dướn, độ phản xạ. Và với mình quan trọng nhất đó chính là các bạn không được sợ bóng. Và quan trọng thứ hai đối với mình đó chính là khả năng tâm lý vững vàng để có thể là một chỗ dựa cho đồng đội của mình khi mà gặp những đối phương, những đối thủ hóc búa. Và yeah, tại sao các bạn không thử một lần bắt gôn? Biết đâu đây lại là một vị trí mà các bạn yêu thích và nó lại mang lại cho các bạn nhiều trải nghiệm khác nhau thì sao? Hãy thử xem thủ môn như thế nào nhá. Good luck. Một trong những lời khuyên tiếp theo của mình đó chính là khả năng lắng nghe. Đương nhiên là nếu mà bạn thích đá ở một vị trí nào theo sở thích cá nhân hoặc bạn muốn đá như thần tượng của mình thì không ai cấm cản cả. Nhưng hãy thử lắng nghe đồng đội của mình, hãy thử lắng nghe những cái người mà muốn đóng góp ý kiến. Biết đâu bạn có thể học được thêm nhiều thứ từ họ và các bạn có thể hiểu hơn được năng lực của mình và chọn cho mình một vị trí phù hợp. Đây là khả năng rất quan trọng của mỗi người đá bóng và các bạn cần phải cân bằng cái tôi của mình cũng như là khả năng lắng nghe, khả năng học hỏi của mình khi mà các bạn tham gia ở một tập thể. Tiếp theo đó chính là khả năng hãy dám thử, dám làm. Nếu các bạn thực sự chưa biết và phân vân mình đá vị trí nào phù hợp thì hãy tìm hiểu thật nhiều, tập luyện thật nhiều và đương nhiên phải thử thì mới biết được. Các bạn hãy thử thật nhiều các vị trí và lựa chọn cho mình một vị trí thích hợp nhất. Các bạn nên đá tròn vai, lựa chọn vị trí của mình và đá tốt vị trí của mình nhất. Không nên tham gia quá tham lam vào bất cứ một vị trí nào trên sân. Không nên bất cứ một trận bóng nào các bạn cũng đều xông pha vào vị trí nào các bạn cũng tham dự vào. Như thế rất khó để các bạn có thể tập trung cho vị trí tốt nhất của mình và hoàn thiện nó. Yeah, khả năng kết nối với đồng đội cũng là một khả năng rất quan trọng để các bạn có thể lựa chọn cho mình một vị trí thích hợp.
Yeah, well, hy vọng những gợi ý trên của mình làm cho các bạn có tự tin hơn để lựa chọn được một vị trí mà các bạn phù hợp nhất. Đương nhiên thì để đá được một vị trí nào phù hợp thì các bạn cần phải tập luyện. Và luôn luôn là như vậy, practice make perfect. Hãy tập luyện thật chăm chỉ, quay lại tất cả những video tập luyện của mọi người, gửi cho mình qua địa chỉ email tunggetfreestyle@gmail.com để xuất hiện trên channel này. Hãy bấm chuông thông báo, bấm đăng ký để ủng hộ kênh của mình và theo dõi các video mới hàng tuần, comment những động tác mà các bạn mong muốn mình thực hiện nữa. Trước khi tắt màn hình thì nhớ like và share để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video kế tiếp. Bye!